Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình Vui Cùng Cun. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những món đồ vô cùng dễ thương mà bằng thủ công nha, với những nguyên liệu rất là đơn giản và gần gũi luôn. Nào, hãy cùng chị Cà Chua dành ra 10 phút mỗi ngày để vui cùng Cun nhé. Ta-da! Các em ơi, các em thấy gì đây không? Trời ơi, từ rất là lâu rồi chị mới cho chúng ta xem slam đúng không nào? Ở đây thì chị có 5 hũ slam basic nha. Màu vàng, màu hồng, màu xanh, xanh lá và màu tím, màu ruốc. Rất là dễ thương đúng không? Đây toàn bộ là slam basic nha. Nhưng mà hôm nay không phải là chị ở chua chơi slam đâu, mà chị sẽ làm một món đồ chơi rất rất hot trước đây, mà rất là đơn giản luôn. Chúng ta hãy nhìn chị làm nè. Và nhìn đến đây thì chúng ta cũng có thể đoán được rằng chị đang muốn làm món đồ chơi gì đúng không nào? Đây là những chiếc lưới nha. Còn đây sẽ là những quả bong bóng. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bong bóng stretch ball, hay còn gọi là bong bóng giảm căng thẳng. Chị sẽ chọn một quả bong bóng màu hồng kèm theo một hũ slam màu hồng. Đây là slam basic của chúng ta, rất đặc, bóng, dẻo và thơm luôn. Chị nhét vào trong quả bong bóng nhé. Ta-da! Cuối cùng thì chị cũng đã cho được slam vào trong quả bóng này. Đó, thấy chưa? Đã ha? Trời, bóp rất là mềm, rất là mịn và rất là đã tay luôn. Đúng là giảm căng thẳng luôn đó các em. Giờ chị sẽ cho cái lưới này bọc vào quả bóng. Đó, thấy chưa? Rồi, chị sẽ dùng cọng thun hoặc là sợi dây thừng hoặc là sợi dây ribbon gì đó, chúng ta sẽ cột chặt. Rồi, sau khi cột vào thì chị đã có một cái quả bóng, nó cũng nhìn rất là dễ thương rồi đúng không nào? Mình sẽ test thử nha. 1, 2, 3. Ui, các em thấy gì không? Đây nè. Đó, wow, khi mà chị bóp lên thì những cái bong bóng nó trồi lên như thế này. Bạn nào mà thích mà nhìn những cái lỗ như thế này á thì rất là đã luôn nè. Wow, đã quá các em ơi, các em thấy gì không? Lúc mà chị bóp thì nó sẽ trồi lên, thả thì nó sẽ thụt xuống. Ây da, ây da, ây da. Wow, đã quá các em ơi, đúng là thực sự rất là giảm căng thẳng luôn. Trước khi chị Cà Chua làm trò chơi thứ hai thì chị cần bổ sung năng lượng sữa trắng cookie, vị ngon mê ly. À nhưng mà khoan, hôm nay thì chị sẽ uống, các em thấy gì không? Đây là sữa chua uống hương cam được lên men tự nhiên vô cùng thơm ngon luôn. Ngoài ra, đừng quên sưu tập siêu quyền năng trong mỗi thùng sữa chua uống hương cam, hương cam dâu hoặc là hương sô-cô-la lúa mạch nha. Chúng ta hãy sưu tập thật nhiều thẻ siêu quyền năng để đổi những phần quà hấp dẫn và có thể mua sữa rất đơn giản ở các siêu thị ha. Và đừng quên xem đến hết video này để tham gia mini game trúng thật là nhiều phần quà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phi vụ nhảy dù của các em thú. Ở phía bên này chị đã chuẩn bị một cái bức tranh đã tô màu rồi. Phía trên này sẽ là một chiếc trực thăng. Phía dưới này là một cánh rừng với những cái cây rất là to như thế này và cả đồi núi nữa. Bên này thì chúng ta sẽ có những cái em thú đang đeo những cái dù bên trên. Đó, bây giờ chị sẽ làm sao cho những cái em thú này nhảy từ trên chiếc trực thăng xuống dưới cánh rừng này nha. Nguyên liệu thì chị cần những cái bút tô màu, một ít băng keo hai mặt. Và cái này mới là quan trọng nè. Các em thấy là cái gì không? Đây là một cái tấm kiến. Đó, lát nữa chị sẽ cho chúng ta rõ công dụng của cái tấm này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tô màu trước đi.
chị đã có 4 em thú ở đây rồi. Và để làm sao cho các em thú này nhảy dù ta, hãy theo dõi nha. Chị sẽ dùng băng keo hai mặt để dán phía sau mỗi em thú như thế này. Và bây giờ sẽ là tới công dụng của miếng bìa này đây. Chị sẽ cắt đôi miếng bìa ra ha. Chị gỡ băng keo hai mặt và dán các em ấy lên đây. Để cho đoàn thú được nhảy dù thì chị sẽ dùng dao rọc giấy rọc một đường như thế này. Các em ơi, nếu như mà trong lúc mà làm thủ công á, chúng ta sử dụng dao và kéo thì nhớ nhờ sự trợ giúp của người lớn nhé. Bây giờ mình sẽ luồn các em thú vào đây. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với biệt đội nhảy dù. 1, 2, 3, ta-da! Nhảy dù thôi các bạn ơi. Các em thấy chưa? Hai trò chơi vừa rồi có thú vị và hấp dẫn không? Các em nhớ để lại dưới bình luận cho chị nhé. Và các em nhớ thực hiện nó ở nhà nha. Dành 10 phút mỗi ngày để vui cùng Cun cùng chị Cà Chua nhé. Bây giờ sẽ là phần mini game. Hãy điền vào chỗ trống. Các em nhìn kỹ câu hỏi chưa? Điền vào chỗ trống, ghi lại đáp án dưới phần bình luận nha. Và ba bạn may mắn nhất, đáp đúng nhất thì sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ Cun. Chúc tất cả các em may mắn. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em video sau. Sưu tập thẻ siêu quyền năng trong gói thùng sẽ chu uống hương cam, hương cam dâu và Cun sô-cô-la lúa mạch đổi quà Cun yêu thích. Chỉ cần một thẻ quyền năng Cun có thể đổi ngay một ba lô túi trúc Cun đa năng. Tích lũy hai thẻ quyền năng Cun bạn có thể chọn món quà yêu thích bình giữ nhiệt, ba lô giả quang, hộp bông siêu ngầu hoặc áo thun Cun cực chất. Tích lũy ba thẻ siêu quyền năng đổi ngay áo hoodie Cun, bộ dụng cụ học tập Cun hoặc ba lô hỗ trợ chống gù Cun cực xịn. Tích lũy 12 thẻ siêu quyền năng đổi một giày thể thao siêu Cun hoặc một bảo hiểm Cun. Đặc biệt 20 thẻ siêu quyền năng đổi ngay một đồng hồ thông minh Cun siêu phẩm. Chương trình áp dụng khi mua nguyên thùng sữa Cun tại các siêu thị trên toàn quốc hoặc đặt hàng tại website đặthang.idb.vn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Sang thẻ siêu quyền năng ngay thôi các bạn ơi.